리버 뭐래 뭐래. Anh rất bình thường á. Em đang tiện anh bó bắp đi mà. Tiện làm cái gì? Bây giờ em dẫn với anh nè. Thì dẫn anh là dẫn sau, nhưng mà phải để cho anh bó bắp về. Sao hôm trước anh đi về em không tiện anh đi? Ủa em với anh đi về chung với nhau mà tiện làm gì? Anh sao vậy? Rồi sao nữa? Thì rồi, chào đi. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Hot Trend TikTok. Anh chưa thuộc. Rồi lại nha, 2, 3. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Hot Trend TikTok. Anh nghe nói là anh bó bắp hay bảo em là hay làm cái tông này lắm đúng không? Thì lại đi, 2, 3. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Hot Trend TikTok. Rồi nó ngon á. Anh lại nói giọng xuống giọng nghe cho nó hay á. Thôi không cần đâu. Tiếp tục đi. Hôm nay dẫn với em, anh có chuẩn bị clip TikTok gì chưa? Tất nhiên là rồi, dạo này anh nghiên cứu rất là kỹ TikTok. Nói chung là nguyên một tuần qua anh chỉ có học tập luyện với B36 và xong rồi nghiên cứu TikTok. Ghê, làm như TikTok quan trọng lắm á. Trời ơi. Em tưởng là anh còn ham chơi bê bò bề bộn. Trời ơi, nhờ TikTok mà anh mới được đứng đây với em á. Ghê. Thôi này đùa. Không linh tinh lên thế nữa, hôm nay sẽ giới thiệu cho em một cái trend mới vô cùng mà nó rất là hot trong tuần qua. Đó là cái gì ta? Thôi dẹp tiếng Anh đi. Nói chung là nó là chơi với bóng á. Chơi với bóng. Chơi với bóng hả? Nè. Yeah. Khoan nha, đừng có mà nghĩ theo cái chiều hướng đấy nha, nó sai vô cùng á. Tại anh diễn tả nhưng mà tự nhiên chơi cái bóng. Anh là không chơi tự nhiên cái tại này vì nó liên quan đến tay thì anh phải chơi với bóng, đúng không? Mà tên tiếng Anh của nó là gì nè? Play Shadow. Vậy là chơi với cái bóng của mình. Đó, bóng đó. Trời ơi trời, chơi với bóng. Ai mà biết là cái gì đúng không? Đúng cái mình phải diễn tả bằng tay không? Thì đúng rồi. Đúng rồi ha. Thông minh lên. Sao dạo này vậy? Dạo này làm sao vậy? Đâu có, tại em ngủ trễ. Ngủ sớm không? Ngủ trễ. Ngủ trễ là hiểu rồi ha. Hey. Thôi, cố gắng đi. Bây giờ anh cho em xem clip, nhưng mà phải đặc biệt nha. Đặc biệt vô cùng, xem đi. Ok. Thú vị không? Giống như là kiểu là mình không cần di chuyển nó ha, mà mình cũng có thể là kiểu sử dụng cái đèn flash. Đúng rồi. Xong rồi cái làm cho nhạc nó nhảy theo thôi. Chứ không là làm cho cái bóng nhảy theo nhạc thôi. Thấy cũng hay đó. Bây giờ anh làm thử đi, anh làm như hài vào. Em thấy là anh coi bộ là cái gì cũng hài rồi. Thế à? Trời ơi, cái gì vậy trời? Ngại quá. Hình như... Thật ra là anh bóng sẵn. Anh bóng sẵn. Anh cái gì? Anh chơi với bóng là từ bé anh chơi với nhiều bóng rồi, hiểu không? Đó. Nhưng mà em thấy là nếu như mà nó chỉ có là kiểu nhạc xong rồi di chuyển cái bóng vậy thôi thì nó tuy là sáng tạo nhưng mà nó không có cái gì đặc biệt ấy. Thì mình có nên là cái bóng nó biết hát đi hay là nó biết đánh đàn violon chẳng hạn? Được luôn hả? Được, tất nhiên là được. Trời rồi. Nói chung là tất cả mọi thứ anh chiều em được hết á, em quên hết, anh bó bắp đi. Ở đây có anh rồi. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi. Nha. Ok. Nói chung là clip tiếp theo thì nó sẽ đặc biệt vô cùng, em cứ coi đi. Bây giờ em phát biểu cái phần cái clip trước cái clip hát ấy. Thì em thấy cái clip hát này cũng hay đó, nói chung là cũng di chuyển thì giống như là ca sĩ bình thường. Thì nói chung là cũng mà khẩu hình miệng tốt thì cái cách mà đưa tay các thứ thì nhìn cũng hay. Nhưng mà nghĩ đi, làm sao mà làm được nhỉ? Có khi nào có hai người không? Thật ra là anh tìm thôi là một chuyện, nhưng mà anh vẫn chưa tìm được ra cái cách mà để người ta làm như thế đâu. Nên là cũng đừng hỏi anh. em sẽ
em sẽ về anh hỏi anh bo bắp hả? Tôi biết vậy. Bao giờ anh sẽ nghiên cứu để anh trả lời em sau nha. Em đừng có bao giờ hỏi anh bo bắp. Anh nhức não. Rồi, ok. Em đừng có hỏi nha. Cái gì thuộc về phạm trù của anh thì em hãy hỏi anh. Thật ra là anh tìm thôi là một chuyện, nhưng mà anh vẫn chưa tìm được ra cái cách mà để người ta làm như thế đâu. Nên là cũng đừng hỏi anh. Hãy hỏi anh. À, nha. Ok, em sẽ hỏi anh. Em hãy... Vậy bây giờ anh buồn em hết sức. Vậy bây giờ về nhà kiếm nha, kiếm sao là nói được cho em mới okay, được nha. Nhớ nha, đừng bao giờ hỏi anh bo bắp nha. Thì nãy giờ anh cũng cho em xem nhiều clip rồi, không lẽ không đáp trả lại phần nào với Bạch công tử này đây? Đáp trả nghe nó nặng nề quá, em gọi là mình có giao hữu qua giao hữu, giao hữu, ok. Tôi có một vài phần quà giao hữu lại với Bạch công tử bên đây đây. Tôi nó nghe nó xưng hô nó cũng hơi xa với em. Đó. Em có một vài phần quà nho nhỏ muốn trao gửi đến Bạch hoàng tử bên đây đây. Thì nãy giờ của anh là của là nó sáng tạo đúng không? Còn của em thì clip funny thôi, clip cũng vui vui, clip cũng nẹt bo. Chỉ có thế thôi hả Thi? Em chỉ không sâu sắc được, em chỉ suốt ngày cười được thôi ạ. Sao vậy? Đây là niềm vui của anh đó nè. Ok. Anh thiệt luôn á. Thì nói chung là cái clip này mình chỉ là kiểu nhái động tác theo cái tiếng thôi, nhưng mà nói chung là cũng vui, thấy đây cũng là một cái trend khá là hot. Bây giờ em sẽ cho anh xem. Trend gì này? Cái trend này chắc là gọi là trend necpo đi, necpo. Là em tự nói ra hay là nó là tên trend thế? Không, em tự nói ra, tại vì em xem clip xong rồi em nghĩ là nó cũng necpo. Ok, rồi đây. Anh xem nha. Những cái clip mà em đề ra đều mang tính chất funny và rất là hợp với anh á nè. Em nghĩ tốt nhất anh nên làm thử cái clip như vậy đi. Sao như nào hợp với anh nè? Tại vì nó funny, tại vì nó cứ tưng tưng ấy, nó cứ kiểu bị bệnh á, hiểu không? À, anh hiểu rồi. Ý em bảo là anh lúc nào cũng bệnh trong... Không phải, ý là nhìn nó cứ vui, ý là anh mang tới niềm vui cho mọi người, anh hiểu không? À, anh... ý anh là một con virus happy kiểu như đúng rồi. Anh hãy suy nghĩ theo chiều hướng tích cực đi. À rồi, ok. Yeah. Đấy, thì anh nghĩ sao về những cái... Em nghĩ là nếu như mà được ấy, thì anh nên làm clip xong rồi anh nhảy thử giống đó. Em thấy nó cũng có vài động tác nhảy cũng khá là hay. À, thế à. Vậy thì anh em mình thử tạo ra một cái điều nhảy gì đó mới. Mới mới hả? Là mình lên top lên nha, mình lên top luôn nha. Mình leo luôn. Cái này là mình tự tin khoe cá tính đúng không? Cá tính của anh chỉ có là... Anh ơi, mọi người ơi, cách được cái này cho mọi người. Sao vậy? Trời ơi, mình đang chơi sống điện thoại đó nè. Mình làm những cái động tác mà nó đừng có... Không, mình... nói chung là lâu lâu mình cũng vui vui vẻ vẻ thôi, nhưng mà mình phải show ra cho mọi người những cái thứ mà mình... Em hiểu thôi là được rồi. Em hiểu bao giờ, mọi người hiểu hết mà. Nếu như mà mấy bạn mà có làm ấy thì nhớ làm theo những cái động tác của Việt Thi kiểu như vậy nè. Chứ mà đừng có làm những cái động tác mà như vậy nha, nó không có được. Trời ơi, bất đồng quan điểm của em. Sao vậy ạ? Nói chung là thôi, anh chấp nhận là anh bựa đấy, nhưng mà nói chung là trên TikTok ấy thì rất là nhiều người nói chung là bựa hơn anh nhiều. Thế nhưng mà nói về bựa ấy thì cái trend này có rất nhiều người bựa hơn cả anh luôn. Em xem. Ok, em xin. Yo. Đây bị sốc, đây vẫn còn sáng sốc rồi. Nói chung là anh thấy là chị ý khá là sáng tạo đó. Anh nghĩ là anh đã đứng ở best, anh đứng top trong cái loại bựa rồi. Anh chị vẫn còn nhìn này, ôi trời, cái thần thái của chị ý chứ rất là ổn nha mọi người.